thực hiện chương trình chuyển đổi số trong năm 2022, 100% các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành chương trình kế hoạch chuyển đổi số của năm và quyết định thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp. 100% xã được phủ sóng 2G, 3G, 4G. Hạ tầng mạng cấp quan phủ đến 100% xã và khoảng 98% số thôn được phủ sóng 4G. Bên cạnh đó đã tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia gần 1.300 thủ tục hành chính của tỉnh, đạt tỷ tỉ lệ trên 70%. 100% cơ quan đơn vị các cấp triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Mặt khác, 100% doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử. Hơn 80% dân số đã được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Những kết quả này là nền tảng quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Ủy ban dân tỉnh hiện đang triển khai thí điểm 134 danh mục thủ tục hành chính, thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Con Tum. Trong đó, cấp tỉnh thực hiện 100 thủ tục hành chính, cấp huyện 14 thủ tục hành chính, cấp xã 9 thủ tục hành chính. Đồng thời thực hiện thí điểm 11 thủ tục hành chính chung cấp tỉnh và cấp huyện. Thời gian triển khai thực hiện thí điểm từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2023. Sau thời gian áp dụng thí điểm, các sở ban ngành và ủy ban dân cấp huyện thành phố tổng hợp báo cáo tình hình số liệu về số lượng hồ sơ đã giải quyết theo từng thủ tục hành chính cũng như những khó khăn vương mắc gửi văn phòng ủy ban dân tỉnh để tổng hợp báo cáo ủy ban dân tỉnh chỉ đạo việc rút kinh nghiệm qua thời gian thí điểm và triển khai nhân rộng thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 tại tỉnh Kon Tum. Hiện nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn thông tin theo quy định và chia sẻ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai cung cấp các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 triển khai thực hiện 23 trên 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc đề án góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính phục vụ nhân dân. Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 37.000 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 10% và trong quý 1 năm 2023 đã tiếp nhận hơn 12.000 hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ trực tuyến đạt khoảng 22%. Ngoài ra, tính đến tháng 4 năm 2023, đã thu nhận hơn 400.000 hồ sơ cấp căn cước công dân và gần 35.000 hồ sơ cấp định danh điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử chưa cao. Thưa quý vị, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang được triển khai mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Tại tỉnh Con Tum, Công cuộc chuyển đổi số đang từng bước đi vào cuộc sống, từ giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch, dịch vụ điện tử đến phát triển nông nghiệp và đạt được những kết quả bước đầu. Để thực hiện chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, bước đầu huyện Đắc Tô xác định tập trung vào 3 nhiệm vụ chính. Đó là thực hiện dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng những vùng cây trồng chủ lực, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào trong sản xuất, và thu hút đầu tư xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, thu mua, chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản của địa phương. Thì đối với vườn cây sầu riêng hiện tại của mình á, thì mình ứng dụng các công nghệ như là tưới tự động, đó, rồi kết hợp với hệ thống châm phân tự động theo bét bù áp cộng thêm là khâu quản lý về sâu bệnh, uh, ghi nhật ký canh tác hoặc là nhật ký uh, kỹ thuật đối với cái vườn cây của mình á, thì mình cũng đã thực hiện đăng ký vùng trồng vừa để định danh cái sản phẩm cái mã vùng của mình nhưng là vừa để để cơ sở đó để mình theo cái quy trình canh tác để nó đạt chuẩn để mà mình có thể làm cái trái cây của mình nó đạt chuẩn, đạt chất lượng theo cái yêu cầu thực hiện cái chủ trương của huyện thì uh người nông dân trên địa bàn huyện đã đồng tình và từng bước là ủng hộ cái việc mà chuyển đổi số trên địa bàn huyện đó cô từng bước là thực hiện cái nền nông nghiệp là truyền thống là sang sản xuất cái nền nông nghiệp là đi vào cái kinh tế nông nghiệp mục tiêu thì trong thời gian tới thì thì nâng cao từng bước là nâng cao cái việc mà người dân là biết là sản xuất là tập trung và áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và để cái khoảng cỡ từ 70 đến 80 phần trăm là cái cây trồng chính trên bàn huyện là có việc áp dụng khoa học kỹ thuật và khoảng trên 30 phần trăm là cái sản phẩm chủ lực của huyện là phải có liên kết và bao tiêu sản phẩm không chỉ riêng ngành nông nghiệp công tác chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực khác của huyện Đắc Tô được đẩy mạnh với việc áp dụng các công nghệ phần mềm điện tử triển khai công việc đạt được những kết quả bước đầu trao đổi thông tin giữa các cơ quan đơn vị hiện nay qua hệ thống điện tử thì là 100% và 100% cán bộ công chức đều có thực hiện cái, cái, chữ ký số ở các cơ quan đơn vị. Để tiếp nữa là cái hệ thống trực tuyến từ huyện đến cơ sở đã được trang bị đầy đủ đến các xã thị trấn thực thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân huyện. Cái thứ hai là về hạ tầng số thì cái uh, mạng internet đặc biệt là triển khai cái, cái, cái băng thông rộng 3G, 4G thì đến 100% cái hộ dân trên địa bàn. Thì trong đó khoảng 24% hộ dân trên địa bàn huyện thì có cái kết nối internet. Và đồng thời thì khoảng 80% dân số của huyện thì có cái hệ thống tin di động. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính, Ủy ban dân các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai thí điểm việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính. Khi đến làm việc, người dân cũng được đội ngũ tại bộ phận một cửa hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến. Sau một thời gian triển khai, nhiều địa phương đã thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý, giải quyết những thủ tục hành chính trên các lĩnh vực như hộ tịch, giáo dục, chứng thực, nhà đất công việc của tôi là thường liên quan đến những thủ tục hành chính như là làm các thủ tục về hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân Nên là tôi đã được ủy ban nhân dân phường Quyết Thắng là hướng dẫn đăng ký tài khoản trên hệ thống công về dịch vụ quốc gia và tôi đã đăng ký hệ thống và làm theo các hướng dẫn của hệ thống và nộp hồ sơ trên cổng điện tử của Ủy ban dân phường Quyết Thắng. Tôi thấy là hệ thống này là rất tiện ích và hiệu quả không mất thời gian cho tôi. Đối với cái mô hình một cửa điện tử này, trong thời gian qua thì tôi thấy là nó rất là mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hiệu quả đầu tiên đó là sẽ giảm phiền hà cho người dân trong việc đi đến cơ quan hành chính nhà nước người dân có thể ngồi tại nhà và nộp hồ sơ trực tuyến à, dự dựa trên những danh mục hồ sơ đã hướng dẫn trên cái bộ phận một cửa và trong quá trình đó thì người dân cũng có thể là kiểm tra và theo dõi được quá trình xử lý của cơ quan nhà nước rằng hồ sơ của họ đã được giải quyết đến bước nào mục tiêu của một cửa điện tử phường Quyết Thắng đã là phục vụ tốt nhất cho người dân Sở Thông tin và Truyền thông cho biết Hạ tầng số của tỉnh hiện nay cơ bản đáp ứng được việc chuyển đổi số và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia giữa các bộ ngành còn chậm nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế thiếu và yếu việc đầu tư cho công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh còn chưa xứng tầm với chức năng nhiệm vụ ngoài ra internet ở một số vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh còn nhiều khu vực lỏng sóng công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức để thực hiện chương trình một cách hiệu quả Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào những giải pháp thực chất mang lại giá trị thiết thực cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Nhất là nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp các ngành, các địa phương, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các kế hoạch đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh. Thứ ba là quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để tạo đột phá, trong đó chú trọng công tác đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, các cơ sở dữ liệu số, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu của bộ ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt là Ủy ban tỉnh cũng ưu tiên bố trí một nguồn kinh phí để nhằm phục vụ tốt cho công tác chuyển đổi số chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc đối với sự phát triển của xã hội hiện nay trong đó con người là trung tâm cùng với cả nước chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đang làm thay đổi dần thói quen và nâng cao nhận thức của mỗi người dân tạo tiền đề để người dân có thể trải nghiệm những tiện ích mới cũng như mang lại hiệu quả cho người dân doanh nghiệp và xã hội khi tham gia vào quá trình chuyển đổi số